Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1 tháng 7 tới, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành đề xuất các phương án phù hợp nhất theo nguyên tắc bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định. Theo đó, phương án đưa ra cần có lộ trình phù hợp, đồng thời phù hợp với các vấn đề liên quan như thang bảng lương, lương cơ sở và chính sách đặc thù. Đến nay, cả nước đã đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi và chuẩn bị được 680.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời chỉ rõ những việc chưa làm được để cùng nỗ lực cố gắng. Bộ Tài chính cho biết hiện nay, số lượng người nộp thuế nợ thuế dưới 1 triệu đồng rất lớn, đa số lại kéo dài. Với các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế thực hiện rà soát đối chiếu xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh trước khi thực hiện gửi thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Người nộp thuế có thể chủ động tra cứu nợ thuế của mình trên hệ thống của ngành thuế để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mặt hàng chủ lực của nước ta như gạo, rau quả, cà phê đều có kết quả cao hơn so cùng kỳ. Mặc dù phải ứng phó với hạn mặn và biến đổi khí hậu, nhưng ngành nông nghiệp đã chủ động dự báo chính xác và có giải pháp kịp thời để đảm bảo sản lượng và chất lượng của nông sản. Một trong những nhóm hàng xuất khẩu ấn tượng 5 tháng qua là gỗ và các sản phẩm gỗ khi mang về hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,6% so cùng kỳ. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn phục hồi, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến tháng 8, thậm chí có doanh nghiệp đã nhận đơn đến tháng 12 năm nay. Dự báo nhu cầu về nông sản của thế giới ngày càng lớn do nguồn cung bị đứt gãy ở nhiều quốc gia. Sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán ký kết và nâng cấp các hiệp định thương mại tự do, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm và chuỗi cung ứng. Tối qua, tại khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc tuần du lịch năm 2024 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Tuần du lịch năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây cũng là sự kiện du lịch quan trọng góp phần tôn vinh giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa, hình ảnh đất và người Ninh Bình, cùng bản sắc du lịch riêng có của danh thắng Tam Cốc Bích Động đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Cánh đồng lúa Tam Cốc từng được chuyên trang du lịch Business Insider Anh bình chọn là một trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh vẻ đẹp thẩm mỹ, giá trị địa chất địa mạo, Tam Cốc còn ẩn chứa nhiều dấu tích lịch sử nhân loại cách đây hàng vạn năm, tạo tiền đề hình thành kinh đô Hoa Lư thế kỷ 10, thống nhất quốc gia dân tộc, phục hưng văn hóa Việt. Tuần du lịch Ninh Bình 2024 diễn ra từ nay đến hết ngày 8 tháng 6. Năm nay là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới với quy định rõ các vật dụng cấm mang vào vòng thi. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý khi làm nhiệm vụ coi thi, tất cả thành viên tại điểm thi bao gồm cán bộ coi thi và cả nhân viên phục vụ, lực lượng, công an, y tế phải đeo phù hiệu, tuyệt đối không được mang theo và sử dụng phương tiện thu, phát, thông tin cá nhân trong khu vực thi khi các buổi thi đang diễn ra. Trước giờ làm việc của mỗi buổi thi, trưởng điểm thi yêu cầu tất cả thành viên làm nhiệm vụ nộp các phương tiện thu, phát, thông tin cá nhân nếu có. Các vật dụng này phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của công an và lưu giữ tại phòng làm việc của điểm thi trong suốt thời gian diễn ra các buổi thi. Tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay thời tiết Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, ngày mai nắng nóng tăng cường độ hơn. Trong khi đó, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm mưa rào đến mưa to, tương tự Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong những ngày tới, mưa gió vẫn duy trì ở Nam Bộ. Thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng gián đoạn, trời nhiều mây, chiều tối có mưa. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin cập nhật trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.